tiếp đến nữa là bản tin liên quan đến cuộc vượt ngục của Cassie White và Vicky White. Họ đã bị bắt. Đúng cách đây chỉ có chừng hơn một tiếng đồng hồ thôi, tại vì ở tiểu bang Indiana thì bây giờ là bên đó là giờ buổi tối rồi, thì họ đã bị bắt, kính thưa quý vị. Corey Bradley đã nói với lại CNN, anh ta là một nhân chứng cho sự việc là cảnh sát đã bắt giữ như thế nào, khi mà đã có 15 xe cảnh sát vượt qua xe của nhân chứng Corey Bradley để mà đuổi theo chiếc xe của hai nghi phạm. Và sau một cuộc rượt đuổi thì cuối cùng cảnh sát đã bắt giữ được và cả hai đã bị quay trở lại nhà tù. Cảnh sát rất là vui mừng, nhất là cảnh sát trưởng của quận hạt Lauderdale là ông Rick Singleton. Khi mà họp báo, ông nói là cuối cùng thì chúng ta đã bắt giữ được các nghi phạm và họ luôn mong đợi cái ngày mà có thể bắt giữ được, khi mà hai nghi phạm này đã chính thức vượt ngục được một tuần ba ngày, tức là ra khoảng 10 ngày là họ đã trốn thoát được, kính thưa quý vị. Và ông nói rằng đây là một cuộc rượt đuổi khó khăn, là một cái cuộc gọi là vượt bắt khó khăn, là tại vì tất cả những cuộc chạy trốn của những tù nhân, đặc biệt là ở tù của các quận hạt, là thường là những tù nhân vượt ngục là giờ không hề có kế hoạch, tức là họ thấy trống, thế tự nhiên là đúng thời điểm thì họ chạy đi thôi, chứ họ không hề có kế hoạch. Nhưng đây là một cuộc gọi là chạy trốn hoàn toàn có kế hoạch, có luôn cả xe, có tiền bạc, có mọi thứ sẵn sàng, cho nên là nó khó khăn hơn ở tất cả những việc bắt giữ khác. Nhưng mà cuối cùng thì tất cả những cái thách thức đó đều đã trải qua, và cảnh sát nói rằng họ đã bắt đầu bằng con số 0, nhưng mà đã được hoàn thành. Và hai người này đã chạy trốn và ở tại một cái khách sạn ở khu vực Indiana, và sau đó thì bị phát giác. Và cảnh sát đã cho biết rằng là hai người này chạy trốn trên một chiếc xe Cadillac, khi mà đã bỏ cái chiếc xe Ford của cái cô Vicky White đó, đã được bỏ lại trong một cái khu parking lot mà chỉ cách có khoảng vài miles từ chỗ cảnh sát bắt đầu tìm kiếm thôi. Thì cảnh sát đã biết được cái xe đó do cô đứng tên cô mua, rồi xong hết rồi. Nhưng mà dĩ nhiên họ đâu có chạy trốn bằng xe đó, họ đi bằng một cái xe khác, và cuối cùng thì cảnh sát tước lần manh mối rất là khó khăn. Nhưng mà đây là nhờ những người chỉ chứng, tức là khi mà cảnh sát một người gọi điện thì có những người gọi điện cho cảnh sát mô tả nhân dạng tương tự, chính vì như vậy mà họ cứ lần manh mối, và cuối cùng thì tìm ra được họ đang chạy trốn ở tại Indiana. Và finally, sau một cuộc rượt đuổi thì cảnh sát đã bắt giữ được họ. 15 xe cảnh sát gọi là đi theo rượt đuổi hai người này, nhưng mà cuối cùng đã thành công.